Và các bạn, hôm nay bên vườn giống của viện cây giống quay cho quý vị và các bạn lô cây dừa xiêm xanh và dừa xiêm lửa này. Dừa xiêm lửa mà nó cao đến nó hút lá này là bằng đầu em, nghĩa là khoảng 1m6 đến 1m rưỡi tùy cây. Tuy nhiên thì là đồng đều đồng bộ như thế, một số cây thấp hơn 1m1m2 thì đấy là bình thường. Thế còn bên đây là dừa xiêm xanh này, cái gốc nó quá là đẹp. Vừa đi ở cái lô phía trên thì em quay video nhưng mà nghĩ là vùng lô phía dưới này nó lại tốt như thế này đâu mọi người ơi. Cây quá là đẹp rồi nhé, bác nào mà lấy giống chuẩn thì inbox trực tiếp cho bên viện giống. Đặc biệt là mua giống thì mọi người lưu ý mua ở những cái cơ sở uy tín, vì đối với cây dừa như thế này thì thời gian ra hoa kết quả của nó ít nhất tối thiểu chăm sóc tốt cũng phải 3 năm rưỡi. Nên là quý vị và các bạn nếu mà ai nói 2 năm có quả là không đúng đâu, và quý vị nếu mua sai giống thì cây cũng có thể không có quả. Nên mọi người lưu ý mua giống thì chọn những đơn vị thật là uy tín, có vườn ươm này, có cơ sở vật chất và đặc biệt là cán bộ kỹ thuật tối có bằng cấp có kỹ thuật để làm sao tư vấn cho quý khách hàng cũng như là bán hàng tất cả những niềm đam mê nông nghiệp của mình. Quý vị và các bạn muốn mua giống chuẩn liên hệ trực tiếp ở bên trung tâm của viện nhé, địa chỉ ở công viên giống 31 phố Nguyễn Mậu Tài, quận Gia Lâm, Hà Nội. Bên viện thì có rất nhiều giống cây trồng, có trên 200 chủng loại cây giống. Tuy nhiên với mỗi cái vùng miền khác nhau thì sẽ có những loại cây giống phù hợp hoặc không phù hợp, thì mọi người phải hỏi kỹ trước khi mua, chứ không phải là thấy quả hay hay rồi mình thích là mình mua. Thế như thế thì về trồng nhiều khi nó không hợp là nó còn không phát triển, chứ chưa nói đến cái việc là nó có ra hoa đậu quả hay không. Thì quý vị và các bạn lưu ý ạ. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ bên viện giống trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.